ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời, mấy cung đàn tơ thâu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường. Xót chia buồn vui ui an cứu giúp, dẫu con là tuổi tơ tay trắng khôn cùng. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đắp sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn với. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé cho đời con như cây sao của Ngài. Chúa gieo vào giai khúc thánh khiết muôn đời, Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống. Khi tay Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn, Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời, mây cùng đàn tơ tâu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đắp sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn với. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ reo vui một mình tôi dòng chơi trên bãi biển. Chiều về nhìn sau lưng mình hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi. Đây là dấu chân tôi và kia là dấu chân nhỏ, cả hai cùng chiều đi tới tựa hình với bóng bước sóng đôi. Bao nhiêu dấu chân của
bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước vội vã mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Hôm nào giữa bước chân đi, chợt nghe dâng mình mang nỗi buồn. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đơn. Lạ lùng dấu chân to và nặng nề vết in đậm, mà sao chỉ còn một dấu, lại chẳng thấy có dấu chân tôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước vội vã mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Hôm nào dưới nắng reo vui, mình tôi dòng chơi trên bãi biển. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi. Này là dấu chân to, và kia là dấu chân nhỏ. Cả hai cùng chiều đi tới, tựa hình với bóng bước dòng. Đôi khi có những bước vội vã mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Chúa, vì Ngài đã thương con nên Ngài sinh ra. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, vì Ngài đã thương con bỏ Ngài vào xuống trần gian. Này là Chúa trời sinh tác muôn loài, phúc thiên ân Ngài gieo khắp nơi. Này là Chúa trời sinh tác muôn người, đầy nhân tâm
ghi dấu hình con. Thiên Chúa, ta ơn Chúa, ta ơn Chúa, vì Ngài đã thương con nên Ngài sinh ra. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa, vì Ngài đã thương con bỏ Ngài vàng xuống trần gian. Này vì nhân loại con Chúa ra đời cứu sinh linh, làm trong tôi tâm. Này vì nhân loại con Chúa ra đời chết hy sinh để cứu phàm nhân tội lỗi. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa, vì Ngài đã thương con nên Ngài sinh ra. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa, vì Ngài đã thương con bỏ Ngài vào xuống trần gian. Này là Thánh Thần lửa mến thiên đàng sáng soi tâm hồn con trăng trong. Này là Thánh Thần lửa mến thiên đàng đốt tâm can bừng cháy tình yêu Thiên Chúa. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa, vì Ngài đã thương con nên Ngài sinh ra. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa, vì Ngài đã thương con bỏ Ngài vàng xuống trần gian. Kính chào quý ông bà anh chị em. Lời Chúa của ngày thứ sáu hôm nay theo Thánh Matthew chương 21 từ câu 33 đến câu 43 và câu 45 cho đến câu 46 nói với chúng ta về tình cảnh người Do Thái càng ngày càng trở nên ấm ức và họ muốn bắt giết Chúa Giêsu. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Khi Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông đào dậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn ta điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn ta điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo. Ông chủ sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu:
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng gốc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ được lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và những người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Ngài đã nói rõ với người Do Thái mà không úp mở, đó là nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, và ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nếu lúc này Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ làm sao? Những người Do Thái, tức là những người nghe Chúa Giêsu trực tiếp, họ muốn bắt Chúa Giêsu, muốn giết Chúa Giêsu. Chúng ta thật sự chỉ có thể trả lời được một cách chính đáng nếu lòng của chúng ta thật sự chân thành và dám đối diện thẳng thắn với chính con người của mình, chứ không quanh co, thì may ra chúng ta có thể có được một câu trả lời. Nhưng trước tiên chúng ta thử trở lại vấn đề chính yếu, tại sao Chúa Giêsu lại nói như vậy với người Do Thái? Qua dụ ngôn những tá điền ác ôn giết hại các tôi tớ của ông chủ, không trả công, không trả hoa lợi cho ông chủ, và còn giết cả ông chủ nữa, cho chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn nói đến một dân mà Chúa đã yêu thương tuyển chọn, Chúa đã trao cho quyền cai quản vũ trụ, trao cho sứ mạng lo lắng phục vụ, để rồi sinh hoa màu tốt đẹp cho Chúa. Nhưng họ đã chỉ trục lợi trên những gì mà Chúa giao phó. Họ chỉ làm giàu cho mình mà quên đi rằng chính sứ mạng mà Chúa giao phó và đang ủy thác cho họ mới quan trọng. Liệu đối với chúng ta, Chúa có ủy thác, có trao sứ mạng gì không? Và chúng ta có dùng sự ủy thác, dùng sứ mạng đó để trục lợi cho mình nhiều đến mức độ sẵn sàng loại Thiên Chúa ra khỏi anh chị em của mình và ngay chính mình không? Nếu chúng ta có tình trạng đó thì chắc chắn chúng ta phải biết rằng Chúa sẽ lấy nước trời mà Ngài ban cho chúng ta trao cho người khác. Còn nếu chúng ta cũng nhận ra điều đó nhưng chúng ta thực sự thấy đó là lỗi lầm của mình, và đây là cơ hội để mình có thể quay về với Chúa, xin lỗi Chúa, trao lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa, và xin Chúa lại tiếp tục sử dụng mình như là những tôi tớ trung thành của Chúa, thì có thể Chúa sẽ xem xét lại. Vấn đề mà Chúa Giêsu mở ra như thể là một cơ hội, cũng như mở ra một hướng nhìn cho người Do Thái và cũng là cho chúng ta, khi Chúa nói tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng gốc tường. Đó chính là công trình của Chúa. Chúng ta bị Chúa loại thì thôi rồi,
Nhưng nếu thế gian loại chúng ta bởi vì chúng ta trung tín phục vụ Chúa, thì Chúa có thể chọn chúng ta để xây dựng tòa nhà vững chắc của Chúa. Nên việc hoán cải quay về với Chúa là một đòi buộc, là một mời gọi. Nếu chúng ta nhận ra đây là điều Chúa muốn thì đừng trễ nải nữa. Amen. Vẫn đợi chờ con trở về với Chúa, chờ con dù hết tôi đời. Xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi có đó như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khẩn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa hồi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyên, tin thắp nơi Ngài hồn con mãi bình yên. Lạy Chúa, lòng thương xót Chúa vô bờ, sao con mãi hững hờ. Chúa vẫn đợi chờ con trở về với Chúa, chờ con dù hết tôi đời. Xin cho con lòng tin yêu cầy mến, để người ca Chúa giàu lòng khoan nhân. Lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi có đó như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khẩn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa hồi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyên, tin thắp nơi Ngài hồn con mãi bình
thánh tâm Giêsu, nguồn sinh lực tình thương vô giá. Lạy thánh tâm Giêsu, nguồn uy an mạch sống chan hòa. Lạy thánh tâm từ bi, đã tặng ban máu thịt nuôi sống. Ai người đang khao khát tìm đến đây chính nguồn yêu thương. Thánh tâm Ngài là nguồn mạch tình yêu êm mãi. Thánh tâm Ngài gọi mời mọi người sống yêu thương. Bánh nuôi hồn để người vui sống miền trường. Máu tinh quyền là sức sống trường sinh. Đồi ngất cao can về, ơn cứu độ bừng lên ánh sáng. Để chúng sinh đón nhận nguồn sức thiêng cải hóa tâm giúp đoàn con trên đường dương thế. Theo đường Chúa chi ái tìm phúc vinh thiên đàng mai sau. Thánh tâm Ngài là nguồn mạch tình yêu êm mãi. Thánh tâm Ngài gọi mời mọi người sống yêu. Để người vui sống miền trường. Máu tinh tuyền là sức sống trường sinh. Quỳ trước ngai uy linh, nơi Chúa ngự thật trong bí tích. Mặt ngước lên cung điện, lòng gấp suy nhiệm tích cao vời. Vì quá yêu trần gian, Chúa nhục thân trên khắp tự giá. Đem nguồn ơn cứu rỗi để thế nhân quay về bên Cha. Thánh tâm Ngài là nguồn mạch tình yêu êm mãi. Mời mọi người sống yêu thương. Bánh nuôi hồn để người vui sống miền trường. Máu tinh tuyền là sức sống trường sinh. Nào hỡi ai bơ vơ, ai đói khổ tìm về bên Chúa. Nào hỡi tìm đến bên mạch sống chan hòa. Ngài sẽ luôn ở bên, chẳng bỏ rơi những người trung tín. Ai người đang đói khát, Ngài dưỡng nuôi no đầy nhân sinh. Thấy tâm Ngài là nguồn mạch tình yêu êm mãi. Mời mọi người sống yêu thương. Bánh nuôi hồn để người vui sống miền trường. Máu tinh tuyền là sức sống trường sinh. Thái tâm Ngài là nguồn mạch tình yêu êm mãi. Mời mọi người sống yêu thương. Bài nuôi hồn để người vui sống miền trường. Máu tinh tuyền là sức sống trường sinh.
xin hãy ở cùng con. Từng ngày xin đỡ nâng đời con. Từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày xin biến đổi lòng con. Từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Thì ngày sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn nơi, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Thì ngày sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn nơi, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắp xây lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Tình Chúa lớn mãi giữa giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng chọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị.
Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Người như ý thơ
Hãy subscribe.